Vượt qua tại không gian Bookbinders 211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hoạt động trưng bày các ấn bản giới hạn đặc biệt do Đông A Books ấn hành từ năm 2005 đến nay. Hoạt động này tổng kết 15 năm tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật làm sách thủ công của Đông A, đồng thời giới thiệu rộng rãi tới đông đảo bạn đọc, người chơi và các nhà sưu tầm sách các ấn phẩm có giá trị cao về mặt nội dung và thẩm mỹ. Trong khuôn khổ sự kiện có tổng cộng 68 ấn bản sách giới hạn, đặc biệt thường được gọi chung là sách S, viết tắt của từ Special, được trưng bày chia theo các giai đoạn tương ứng với quá trình hình thành và phát triển dòng sách này của Đông A. Sự kiện trưng bày các ấn bản S của Đông A là hoạt động thu hút đông đảo những người yêu sách đẹp nói chung và yêu mến những ấn phẩm đặc biệt, giới hạn của Đông A nói riêng. Khi thưởng lãm các ấn phẩm tại sự kiện, so sánh cuốn phát hành trước và cuốn phát hành sau, đặt chung trong một nhóm sách, bạn đọc có thể nắm được những bước tiến trong kỹ thuật làm sách của Đông A. Ví dụ như 12 tựa sách S100 năm 2021-2022 đã có những sự cải tiến, sáng tạo, thay đổi tốt hơn, đẹp hơn, có tính thẩm mỹ hơn so với 9 tựa sách S100 năm 2019-2020. Trong cách lựa chọn và phối hợp chất liệu làm bìa, kỹ thuật đóng sách, thực hiện tờ gác. Cùng mục đích giới thiệu rộng rãi các ấn bản S tới công chúng, từ 19 đến 26 tháng 1 năm 2023, tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến hết mùng năm Tết, Đông A cũng có gian trưng bày và triển lãm một số ấn bản đặc biệt, giới thiệu một số công đoạn đóng sách thủ công tại lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.